Rồi mới về một em 71 anh em, 71. Đúng em này là đúng SS50E luôn, SS50E luôn. Em này là đời 71. Quay đây xác đây cho anh em xem. Ở đây nè, quên nữa, đây nè. Đề từ. Đề từ về anh em thấy về gia công mười mấy bộ là giao cho anh em liền. Nên những anh em nào mà đặt đề từ bên shop em á, anh em thông cảm nha. Đợi shop em, tại vì mấy cái đồ thứ nhất á là phụ kiện nó nhập về hơi bị lâu. Thứ hai á, về xong rồi mình phải gia công nữa nên khá là lâu nha. Nên những anh em nào mà đặt đề từ bên shop em thì thông cảm nha. Hơi chậm nhưng mà yên tâm. Rồi là sẽ cố gắng anh em, những anh em nào đặt á là shop em sẽ gửi liền cho anh em mà. Ha. Rồi, giờ vô đây. Vô đây thì quay cho anh em hôm nay, review cho anh em. Một em 71 anh em nha, một em 71 biển số 78 AB 02059. Em này thì sạch sẽ, màu đỏ. Đỏ này là đỏ thuộc dạng như là đỏ 72 anh em. Này đỏ đỏ 72, đỏ candy anh em ha. Em này là sườn lớp zin nha, anh em này là sườn lớp zin. Cấu hình máy á, là 65. Khá là dễ thương. Đó, quay xuống số khung số máy cho anh em ở xa xem. Xe bên shop em lúc nào cũng vậy, quay rõ ràng từ số khung số máy cho anh em, cho những ông chú những ông anh ở xa xem cho rõ ràng, nó chi tiết anh em ha. Đây đó, em này thì đồ zin cũng còn kha khá nha, em này đồ zin cũng còn kha khá. Để qua đây đi, qua đây đi shop em review chi tiết hơn cho anh em. Em này nói chung là đồ zin cũng khá lắm. Đây, xi nhan nè ha, xi nhan zin. Đây đầu tiên đi. Đầu tiên thì như thường lệ ha, thì shop em sẽ quay cho anh em xem cái bình xăng lớn. Em này á, là bình xăng lớn zin, má xi zin, cao su zin, chim zin. Thì anh em nhìn chim là biết zin rồi ha, nhìn chim là biết zin rồi. Chim khá là đẹp anh em nha, nó cũ cũ gì đó nhưng mà nhìn nó rất là dễ thương, nhìn rất là đẹp. Còn nắp xăng thì nắp xăng hàng mới đó. Có làm sao thì shop em quay, có làm sao thì shop em đều quay rõ ràng vậy cho anh em hết. Cái này là nước nha, cái này là nước chứ không phải là xăng đâu. Đây là nước, tại nãy shop em rửa xe còn rất là đẹp. Nói chung là xe nhìn rất là khá luôn, xe rất là khá. Những ông chú nào mà thường hay dặn shop em á, xe màu đỏ thì em này khá là ok rồi. Em này là đúng đời 71 ha, biển đã ra năm số rồi. Và cấu hình máy của em nó là cấu hình máy 65 4 số CD ha. Xe thì nước sơn cũng còn được thôi chứ không phải là gọi là bóng bẩy, còn được đó. Quay cho anh em ở xa xem rõ ràng chi tiết ha. Đồ zin còn rất là nhiều, như là cái đằng sau quay cho anh em nè, xi nhan nè, xi nhan zin nè nha. Ê, quay cho anh em xem xi nhan zin nè ha. Đây xi nhan zin nè đó, xi nhan zin. Chụp thì chụp vàng chanh, cốc là cốc sau là cốc zin nha, cốc sau là cốc zin nè, đế zin luôn nè. Quay vô cho anh em xem cốc zin, đế zin ha. Về inox thì về inox lâu xưa. Thì anh em biết rồi, những cái video của shop em lúc nào cũng review chi tiết hết. Xe có làm sao thì báo tình trạng rõ ràng vậy cho anh em để tránh cái trường hợp bích lòng. Giá cả rõ ràng nè, xe có làm sao quay rõ ràng vậy cho anh em. Có làm sao được làm sao hay là mất làm sao thì lúc nào cũng báo rõ ràng cho anh em hết. Nên những ông chú như ông anh ở xa yên tâm. Nên yên tâm. Đùm trước đùm sau zin nha, xe này là đùm trước đùm sau zin. Phuộc trước phuộc sau zin. Đây, phuộc trước phuộc sau zin nha, gấp zin luôn nha, gấp zin nè, phuộc trước phuộc sau zin. Đó, quay về cho anh em chi tiết ha. Đó cái phuộc nè, phuộc zin đùm trước đùm sau cũng zin luôn, gấp cũng gấp zin luôn. Niền thì nói chung là xe này niền không đẹp đó. Đây nè, quay về gọi dàn cho anh em xem, nó có đây, nó có nó nổ rồi nha, nổ mè rồi. Xe này thì nói chung là niền trước niền sau không đẹp đó. Có làm sao thì shop em báo vậy cho anh em tránh cái trường hợp bích lòng ha. Và shop em cũng xin báo giá với anh em luôn, em này là đời 71 biển số 78 AB 02059, xe đã ra năm số rồi. Và xe này là cấu hình máy 70 cấu hình máy 65 4 số CD ha. Xe thì mình sẽ quay cận cảnh cho anh em ở xa xem, và giá của em nó là 19 triệu 500 anh em nha, 19 triệu 500. Và những anh em nào mà muốn xem trực tiếp cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của shop em là 0948 265 265 anh em ha. Xe rất là dễ thương. Bô thì nói chung là bô còn đẹp lắm. Bô này khoảng tầm khoảng còn mới khoảng tầm 80% nha. Bô này còn mới khoảng tầm 80%. Có làm sao thì quay rõ ràng vậy cho anh em ha. Nên anh em ở xa yên tâm đi. Mua những cái phụ kiện đồ chơi của 67 hay là cúp
hay là mua xe của bên shop em lúc nào cũng quay rõ ràng hết nên em yên tâm. Đó, quay vô sườn nè, sườn thì nó nước sơn tạm được đó, còn máy móc á thì máy 65 4 số CD, nói chung là xe cũng còn kha khá là ok đó. Dành cho anh em nào mà thích xe màu đỏ ghi đông nè, quay sát cái đây cho anh em xem ha, còn rất là ok đây ha. Ghi đông này thì ghi đông gia công, cùm là cùm zin nha, cùm zin vẫn đang còn xài ga lưỡi gà anh em nha, cùm zin vẫn còn đang xài ga lưỡi gà đây. Đồng hồ zin nha, đồng hồ 4 số zin, xi nhan bàn thờ là zin hết nha anh em. Đây xi nhan nè, bàn thờ nè, đó zin hết, có con xào báo rõ ràng vậy cho anh em xem. Một em 71 mà chỉ có 19.500.000 thôi mà đồ zin cũng còn kha khá là ok đó. Hụt zin này nha, hụt zin, nhẫn zin nè, chân zin, đầm mái đầm trước cũng zin, đầm trước cũng zin nè, có niền nó cũng, nó chỉ người nói chung là niền xấu, niền này chắc anh em về phải thay ha, tại vì nó nổ mè vậy nè, nó nổ mè nè, nó hơi xét xét đó. Có làm sao thì shop em quay vậy cho anh em để tránh cái trường hợp mít lòng, quay rõ ràng hết, qua bên đây quay rõ ràng cho anh em hết ha, quay rõ ràng, quay chi tiết hết, phuộc trước phuộc sau đó, phuộc trước phuộc sau, phuộc zin anh em ha, má đùm đùm trước đùm sau zin, có làm sao quay vậy hết, tránh cái nhiều anh em nói Quân ơi em quay hơi hơi dài dòng, hơi lâu. Rồi shop em cũng nói anh em thông cảm, những cái xe bên shop em lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng quay rõ ràng hết, thà là mình quay dài dòng, mình quay thà là mình vậy, mình quay trực tiếp, mình đi chi tiết cho anh em ở xa xem ha, quay luôn số khung số máy cái đó có làm sao nè đó, mình có làm sao mình quay rõ ràng vậy để anh em khỏi phải suy nghĩ hay là khỏi phải mít lòng Quân bán xe vậy đó, có làm sao quay vậy cho anh em đó, số khung số máy chuẩn chỉ đó, số máy ha anh em ha. Em này thì khỏi lo rồi, em này thì sườn lấp zin, xe của em nó đã ra 5 số rồi thì không có gì phải suy nghĩ hết, xe đã ra 5 số rồi, biển số 78. Và shop em xin báo giá lại một lần nữa, giá của em nó là 19.500.000. Và những anh em nào muốn xem trực tiếp cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Và số điện thoại Zalo của shop em là 0948265265 anh em ha. Bây giờ thì mình sẽ test cho những anh em ở xa xem. Đó, nói gì? Điện đèn càng thì đầy đủ hết. Cái đầu tiên mà mình dọn xe á, mà mình quay cho anh em xem á, thì đầu tiên lúc nào cũng vậy hết ha, đầu tiên lúc nào cũng vậy, đèn đèn kèn đầy đủ hết, phải test luôn điện đèn kèn nè, rồi xong rồi tới máy móc ha, anh em ha, phải nó sạch sẽ từ nói chung là sạch sẽ, rồi máy móc là phải thì thầm, máy móc là phải thì thầm qua đây. Cấu hình máy 65 thì không có gì, vô đạp và vô đạp zin nha anh em, vô đạp lùng zin nha, qua đây quay cho anh em xem nè, vô đạp và vô đạp zin nha, vô đạp lùng zin nha, vô đạp zin luôn đó. Sạch sẽ dễ thương, máy móc là thì thầm, cấu hình máy là 65 4 số CD anh em nha. Và giá của em nó là 19.500.000, xe của bên shop em là có cọc là có ship xa hết nên anh em ở xa yên tâm, có cọc là có ship hết nên những ông chú những ông anh ở xa cứ bị yên tâm. Ba cái số điện thoại mà trên màn hình đó, thì lúc nào shop em cũng có Zalo hết, anh em muốn xem chi tiết từ xe hay là phụ tùng cứ việc nhắn qua số Zalo của shop em đó. Dễ thương, nói chung là đồ zin cũng còn kha khá là ok lắm anh em, đồ zin cũng còn kha khá là ok lắm, xi nhan zin hết á, xi nhan zin hết, có chụp là chụp bằng chanh, chụp này thì shop em có bán thì anh em biết rồi đó, nói chung là khá là ok. Những ông chú nào mà thường hay dặn shop em á xe màu đỏ thì em này rất là ok luôn, anh em bảo đảm với anh em luôn, xe này về là anh em chỉ đổ xăng thôi, về là chỉ đổ xăng thôi. Rồi nói chung là luôn cố gắng hết sức về những sản phẩm để phục vụ những ông chú những ông anh ở xa, cứ đúng 7 giờ tối trên YouTube á, là shop em sẽ lên những sản phẩm từ xe, từ phụ tùng, từ xe dọn, xe bán cho anh em hả. Rồi cảm ơn những anh em ở xa đã xem video nha, nhớ bấm like và đăng ký giúp shop để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em nha, cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye.